nay Phước Sửu di chuyển từ cung đường quận 7 sang nhà bè, và hôm nay sẽ review cho quý anh chị một số cái tiến độ của những cơ sở hạ tầng tại nhà bè nha. Nhắc đến nhà bè là một cái huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, và gần đây nhất có những cái chủ trương là được phép và là xây dựng và đổi mới trở thành nhà bè, trở thành một thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh với mang tên là thành phố Nam Sài Gòn. Thì hôm nay một số cái tiến độ cơ sở hạ tầng mà Phước Sửu muốn review đến quý anh chị. Thứ nhất đó là hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ thì cũng đang được khởi công trở lại rồi. Dự kiến trong khoảng 1-2 năm nữa là hầm chui này sẽ đưa vào hoạt động, thì giúp cho cái tình trạng kẹt xe của cái hướng về từ quận 7 sang nhà bè sẽ giảm thiểu đi. Cái tiêu điểm thứ hai đó là cầu Rạch Đĩa. Cầu Rạch Đĩa bắt từ Lê Văn Lương, từ đoạn Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương xuống Phước Kiển thì bắt đầu là đã có cái thông tin là được phê duyệt và sẽ triển khai xây cầu. Tiêu điểm thứ ba đó là cây cầu Long Kiển thuộc xã Nhân Đức của huyện Nhà Bè đã được hoàn thành 90% rồi, sắp đưa vào hoạt động. Và cây cầu này thì mở rộng khá rộng nha cả nhà. Như cả nhà nhìn thấy trong video Phước Sửu đang bay á, thì khá rộng và giúp mở rộng một đoạn đường Lê Văn Lương và làm cho cây cầu này sau khi thông xe thì khá thông thoáng và trở thành một cái tiêu điểm cực kỳ hấp dẫn tại Nhà Bè. Và tiêu điểm thứ ba là cây cầu Phước Long. Sau bao nhiêu lần thì chỉ xây dựng ở phần giữa của con sông thì bây giờ là chủ đầu tư và nhà nước đã rục rịch khai phá mặt bằng và chuẩn bị là xây dựng tiếp để cho cây cầu Phước Long hình thành, nối từ Nhà Bè sang quận 7 dọc theo cung đường Phạm Hữu Lộc. Từ đây thì cung đường Phạm Hữu Lộc không còn cái cảnh là chờ kẹt xe buổi sáng đi khi đi qua cây cầu xi măng nữa, thì cây cầu Phước Long thể giúp cho các vấn đề kẹt xe tại Nhà Bè di chuyển sang quận 7, đặc biệt là những dự án của Phước Kiển mật độ cư dân khá đông đúc. Và như trong cái video của Phước Sửu đang quay thì đây là cái tiến độ mới nhất của dự án Seletta City. Seletta Rise là phân khu đầu tiên của dự án Seletta City thì đã xây dựng lên đến lầu 2 và tiến độ thi công khá nhộn nhịp. Đây là một cái tiêu điểm khá tuyệt vời đối với bất động sản Nhà Bè, bởi vì dọc theo cái cung đường này thì chỉ có GS Nhà Bè đã bàn giao nhà, thì chưa có cái dự án nào giống như Seletta được xây dựng tầm độ như thế. Và dọc theo cung đường Phạm Hữu Lầu thì có hai cây cầu, là hai cây cầu Cống Dinh. Hai cây cầu này thì được chủ đầu tư GS Nhà Bè đầu tư và xây dựng khá đẹp, đã hoàn thành xong một cây cầu rồi, và đây là cây cầu thứ hai chủ đầu tư chuẩn bị xây dựng, giúp là đường Phạm Hữu Lầu mở rộng lên đến 60m, thành khá nhiều là làn xe và giúp cho cái dự án xây ga Nhà Bè trở nên là dễ dàng di chuyển hơn. Và tất cả những cái cư dân ở đường Lê Văn Lương, ở Phước Kiển, ở Nhân Đức sẽ di chuyển về quận 7, di chuyển về Phú Hưng dọc theo cung đường Phạm Hữu Lầu khá dễ dàng. Một cây cầu khá đẹp và một cái cung đường gọi là khá rộng rãi để cho quý cư dân di chuyển. Và tiêu điểm thứ năm mà Phước Sửu muốn gọi là nhấn mạnh đến quý anh chị đó là tuyến Vương Vành Đai 3. Tuyến Vành Đai 3 này á là đi qua cái đoạn là cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì từ khi mà xây dựng cái cầu này thì bao nhiêu lần là cũng đã là ngừng tiến độ, bởi vì là chi phí xây dựng khá cao rồi là giải tỏa mặt bằng, nhưng mà nay thì đã triển khai lại khá nhộn nhịp. Và từ đây thì quý anh chị có thể là di chuyển, nếu mà cây cầu này hình thành này, quý anh chị có thể di chuyển về Cần Giờ chỉ mất 15 phút thôi, và đến sân bay Long Thành là 25 phút, và di chuyển về miền Trung, miền Đông, miền Tây
thì không cần về khu đông nữa, mà mình chỉ cần lên cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành này thì mình có thể di chuyển về tất cả các tỉnh trên cả nước. Những cái tiêu điểm cực kỳ tuyệt vời. Ngoài những cơ sở hạ tầng mà đang hình thành ở đây thì một cái tiêu điểm rất là thú vị nữa đó là tất cả những cái đường điện cao thế như cả nhà. Nhìn trong video của Phước Sửu nè, là chủ đầu tư GS đang hạ đường lưới điện luôn rồi. Những cái công nhân thì thi công rút đường lưới điện và tháo gỡ những cái những cái cây cột điện nằm trong khu dân cư này, giúp cho khu dân cư này là một khu dân cư gọi là cực kỳ đẳng cấp và không có đường điện hay là những cái đường ngầm đi ngang qua dự án. Và cái dự án này sẽ giúp góp phần đưa Phước Kiển Nhà Bè trở thành một cái khu dân cư cực kỳ đẳng cấp. Rồi cần thêm thông tin về những cơ sở hạ tầng, những cái dự án của Nhà Bè thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ những cái thông tin để quý anh chị cập nhật và mua bán và đầu tư bất động sản tại khu Nam Sài Gòn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Đây là văn phòng của Phước Sửu tại GS Nhà Bè.